Dù tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy, 42 tuổi, còn được biết đến là YouTuber Bích Thủy TV, nhất quyết không thừa nhận hành vi phạm tội. Nhưng từ những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và xét xử công khai tại tòa, hội đồng xét xử đủ căn cứ xác định bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo cáo trạng truy tố. Ngày 11 tháng 4 năm 2023, Tòa án Nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Thủy phải trả lại cho hai người bị hại 300 triệu đồng. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng tuyên tịch thu số tiền này đưa vào ngân sách nhà nước như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân vì người bị hại dùng 300 triệu đồng để thực hiện mục đích trúng thầu bãi xe trái quy định. Theo cáo trạng, bà Trần Thị Loan quen biết với bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy. Giữa năm 2017, Bích Thủy nói với bà Loan rằng Bệnh viện quận Gò Vấp chuẩn bị thay đổi đơn vị quản lý bãi giữ xe. Nếu đấu thầu đúng quy định phải hết tiền tỷ, nhưng do bị cáo Thủy có mối quan hệ thân thiết với giám đốc bệnh viện quận Gò Vấp, nên ai muốn đấu thầu thì Thủy lo giúp với số tiền 500 triệu đồng. Do bà Loan không có khả năng tài chính nên đã giới thiệu hai người gồm các ông Nguyễn Hà Thu và Nguyễn Văn Tiến cho Thủy. Sau khi đến bệnh viện quận Gò Vấp khảo sát, hai người này đồng ý tham gia đấu thầu và gọi điện nhờ bị cáo Thủy giúp đỡ với thỏa thuận sẽ đưa trước 300 triệu đồng, sau khi trúng thầu sẽ đưa 200 triệu đồng còn lại. Ngày 25 tháng 7 năm 2017, khi gặp nhau, đưa trước 300 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy tự giới thiệu mình là phóng viên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và quen biết giám đốc bệnh viện quận Gò Vấp nên có khả năng giúp trúng thầu. Ông Thu đưa 300 triệu đồng cho bị cáo Bích Thủy và yêu cầu viết giấy biên nhận với nội dung đúng như thỏa thuận. Đến giữa tháng 8 năm 2017, Thủy trả lời lại không giúp được nhưng không trả tiền và bỏ trốn. Đến tháng 8 năm 2020, ông Tiến phát hiện bị cáo Thủy đang livestream tại Bình Dương nên đến đòi tiền, nhưng bị cáo Thủy nói không quen biết và bỏ đi. Sau đó, ông Tiến đã đến công an trình báo vụ việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Bích Thủy khai được bệnh viện quận Gò Vấp nhờ Thủy đứng ra hỗ trợ một đội của bệnh viện tham gia game show. Nếu game show này có kết quả tốt thì Bích Thủy sẽ được giao dự án khu phức hợp trên tầng thượng của bệnh viện. Vì vậy, Bích Thủy đã nhận tiền của hai ông Nguyễn Hà Thu và Nguyễn Văn Tiến để cùng hợp tác dự án khu phức hợp của bệnh viện. Tại phiên tòa, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân khẳng định cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội, nên đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt YouTuber Bích Thủy TV từ 8 đến 9 năm tù. Không đồng ý với quan điểm luận tội của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân, bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy không lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Tại tòa, bị cáo Thủy thừa nhận có nhận 300 triệu đồng của các bị hại, nhưng bị cáo khai đây là tiền hai người này hùn vốn cùng bị cáo để làm khu phức hợp tại bệnh viện quận Gò Vấp. Bị cáo luôn luôn mong muốn hội đồng xét xử hãy xem xét kỹ tất cả những cái lời khai của bị cáo và tất cả các cái lời khai của bị hại cũng như là người làm chứng để làm rõ cái việc mà bị cáo có tội hay là không có tội. Còn về việc mà nhận tiền là cái đó cũng đã là một cái sai của bị cáo, khi mà nhận mà mình không giao được thì đã là một cái sai rồi. Nhưng mà để nói rằng là dựa trên cái việc mà trước khi bị cáo nhận á số tiền đó có chuyện suy nghĩ và yếu tố là phải nhận để mà chiếm đoạt số tiền của anh chị Thu Lan. Cũng tại phiên tòa, ông Phạm Hữu Quốc, nguyên giám đốc bệnh viện quận Gò Vấp trình bày, giai đoạn đó bệnh viện không có chủ trương xây dựng khu phức hợp hay thay đổi đơn vị bãi giữ xe. Ông Quốc cũng phủ nhận lời khai của bị cáo Thủy về việc các bên có trao đổi email qua lại về hồ sơ khu phức hợp của bệnh viện. Trong phần tuyên án, hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh làm rõ hành vi đưa và nhận 300 triệu đồng của các cá nhân liên quan đối với người có thẩm quyền để thực hiện hành vi trái pháp luật.